Khả năng ô tô giá rẻ Hải Phòng xin kính chào tất cả quý bà con, cô bác, anh chị cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ Khả năng ô tô Hải Phòng. Số điện thoại 0326062789. Rất vui ngày hôm nay Khả năng được lên sóng báo giá cho bà con một mẫu xe mới về bên em. Một mẫu Vios đời 2016 luôn các bạn, 16 luôn. Biển Hà Nội. Màn nước sơn màu đen xịn các bác nhé, không đổi màu, không đâm đụng bấm nước, máy số zin, keo chỉ zin 100%. Các bác chỉ cần cầm thước mét đến đây mà đo, mà nó chỉ có mất một phân keo chỉ thôi, em tặng miễn phí các bác chiếc xe này luôn. Còn xe này zin hết toàn bộ xe luôn các bạn. Đẹp lắm. Cứng xe và em cam kết bằng văn bản luôn nhá. Sai anh em mang test hãng thoải mái. Nếu sai Khả năng ô tô xin đền tiền cho bà con toàn bộ chi phí đi lại cùng với TV test hãng. Đấy. Một chiếc xe đẹp như này thì anh em mua giá nó phải cao lên một chút chứ không thể rẻ được. Chiếc xe này thì đời 2016 với động cơ 1.5 bản đủ túi khí phanh ABS. Khả năng đang chào bán tại cửa hàng với mức giá là 355 triệu. Tất nhiên gọi cho Khả năng thì giá nó cũng có nụt cho các bà con, các bác anh chị vì em sẽ không mất cái chi phí mà nhân viên sale cùng với một số chi phí khác các bác nhé. Thì em sẽ bớt cho các bác vì em là chủ cửa hàng. Em hợp lý giá cho bà con các bác anh chị luôn. Anh em nào muốn quan tâm cứ alo Khả năng qua số điện thoại 0326062779. Mẫu xe mang nước sơn màu đen này. Sơn thì còn zin khoảng tầm 90%. Còn lại 10% này sơn tỉa rồi. Đánh bóng cả xe nhá. Chiếc xe này hôm nọ em nhận về thì nó cũng chỉ sơn zin khoảng tầm 90% đấy các bạn. Rất là đẹp, cứng cáp. Anh em hỏi dịch vụ hay không thì mẫu xe này thì chắc chắn là có dịch vụ rồi. Đó, chắc chắn là có dịch vụ nhá. Nhưng mà rất là đẹp, cứng cáp, cứng xe. Không đâm đụng va chạm gì. Máy số keo chỉ zin. Cái dòng Vios này anh em cứ đi bình tĩnh, anh em đi cho em khoảng 10 năm nữa nhé. Cứ dầu nước làm mát anh em thay cẩn thận và chú ý chăm sóc xe một chút là ok. Cái dòng này siêu bền luôn, siêu bền, siêu tiết kiệm xăng. Với động cơ 1.5 xăng nó chỉ khoảng tầm phun 5,5 lít trên 100 km. Còn nếu anh em đi trong phố hay thủ đô Hà Nội thì nó sẽ tốn xăng hơn. Nó tắc đường thì anh em nổ máy tại chỗ nhiều, bên lại đi nó côn ga nó không được mượt mà. Chứ còn nếu anh em đi đường trường con này nó chỉ 5 lít thôi, tiết kiệm lắm. Bản đủ thì nó có túi khí và phanh ABS các bác nhé. Còn bản thiếu thì giờ form này thì nó chỉ có túi khí thôi, không có ABS. Bản đủ thì động cơ 1.5, bản thiếu thì động cơ 1.3. Và bản đủ thì có ABS 4 bánh và có cả phanh đĩa 4 bánh luôn. Còn bản thiếu thì có ABS, không có ABS và không có phanh đĩa 4 bánh nhá. Anh em nên nhớ như vậy, anh em để phân biệt cho nó dễ. Còn chiếc xe này thì không đâm đụng va chạm gì. Anh em có thể dẫn thợ đi test thoải mái. Anh em thì dẫn vào mang vào hãng cũng được. Vì một chiếc xe cũ rồi nhưng mà đời nó cũng khá là cao, đời 2016. Sau 6 năm sử dụng thì nó đi được khoảng tầm, chính xác năm nọ nó đi được khoảng tầm mấy mấy vạn đấy anh em ạ. Nhưng mà hình như là có can thiệp đồng hồ vào thì nó thấp xuống thôi. Đấy, chứ còn cái dòng này thì có dịch vụ nhé. Nhưng mà con này rất là cứng và đẹp luôn, zin hết anh em ạ, zin đẹp. Đấy, em Khả năng thì báo rất là chuẩn nên mọi người cảm thấy em làm việc nó ok thì cho em xin một like, một đăng kiểm, một đăng ký và một chia sẻ được không ạ? Các bác nào chưa đăng ký kênh nào, ơn đăng ký kênh ủng hộ Khả năng. Xe thì nhiều người bán lắm, mọi người mua. Nhưng mà em cũng rất mong là quý khán giả có thể gọi điện hỏi thăm Khả năng ô tô. Anh em mua xe ở đâu cũng được, không quan trọng. Tại vì thế này, tại cái thời điểm mà anh em muốn mua xe nhưng em không có, anh em mua chỗ khác cũng được. Nhưng cứ hỏi Khả năng ô tô em vẫn trả lời bình thường nhé. Còn cái lúc nào mà cao điểm quá thì em xin khất các bác một chút thôi. Chứ còn nếu bình thường thì em vẫn trả lời các bác, tư vấn cho các bác bình thường. Kể cả anh em mua của ông hàng xóm, anh em gọi cho em bảo có mua được không, em vẫn bảo anh em mà mua được mà, đúng không? Đấy, anh em các bác nào gọi cho em rồi các bác thừa biết tính em. Dễ lắm. Nói chuyện rất là nhanh nhưng mà nó đủ ý và anh em đến với nhau nó cũng nhanh. Hôm nay thì có anh khách người tên nữ Hưng Yên sang lấy con Kia Rio biển 17 thôi. Như vậy Kia Rio mấy con màu trắng bán sạch rồi. Còn con màu bạc mấy con màu đen đấy nhá. Anh em nào muốn quan tâm thì alo cho Khả năng. Có bán thêm mấy anh một con Ranger này. Cùng với Innova nữa, bán cho anh em Phú Thọ. Nói chung hôm nay bán được 6 7 xe gì đấy. Ngày chủ nhật thì bán như thế là hơi ít. Bình thường chủ nhật bọn em phải bán chục xe. Còn ngày thường bọn em bán 5 6 xe rồi. Thì có hôm đến 7 8 xe. Thì cái cơ sở nó cũng nhiều xe nên là anh em đến xem xe lựa chọn nó cũng tự tin hơn. Kể cả xe mấy chục triệu em cũng có nhé. Mấy con Spark mấy chục triệu em cũng có nhé. Nên các bác cứ an tâm đến xem xe nhà em thì không mua chiếc này ta mua chiếc khác nhé. Giá 35 5 triệu này giá này thì nó thực sự là nó rất là phù hợp với thời điểm hiện tại thôi. Vì một chiếc xe zin đẹp mà máy số còn zin nó khác với một chiếc xe mà đã lỗi hay đâm đụng va chạm rồi. Anh em đừng so sánh quá nhé. Cứ anh em cứ đến xem chất xe này biết. Còn giá tiền này thì Khả năng ô tô có bao rút hồ sơ này, có bớt cho bà con nữa nên là bà con sẽ không mua đến giá này đâu. Anh em hãy alo cho Khả năng qua số điện thoại 0326062789. Vì bọn em đã mua vào là công khai luôn, có sợ không nhỉ? Sợ các bác này nghĩ mà em nãi nhiều đúng không? Con này em mua vào có 314 triệu thôi. 314 triệu về em sơn hết tầm sơn là khoảng tầm 6 triệu. 5 triệu rưỡi. Đi lại nữa thì nó sẽ rơi vào 1 2 triệu nữa. Thế thôi còn không kiểm tra gì nhá. Máy móc thì không phải kiểm tra gầm luôn, gầm chắc lắm. Đi sướng lắm. Bác chủ xe bác giữ chiếc này cũng khá là ok.
Đấy, thì chiếc này thì em vào tổng chi nó rơi vào khoảng tầm 325 triệu nhỉ, tầm đấy. Cả chi phí đi bến bãi rồi mọi thứ nhá. Ngay cả ốp option em mua cũng mất tiền nhá. Ốp tay cửa này, nẹp chân kính này, đường cong kính này em cũng mua mất khoảng tầm hơn 1 triệu rồi. Đấy, xong rồi thì anh em thấy nó hợp lý hay không thì các bác có thể alo cho Khả Năng Ô Tô để ép giá nhé. Em mua tổng chi bây giờ khoảng tầm bao nhiêu nhỉ? Tầm 325 gì đấy. Tầm 323 đến 325 nhé. Đấy. Mua nguyên bản thì có 314 triệu thôi. Đấy là để cho anh em là tự nghĩ ra được xem là mình lãi bao nhiêu tiền. Vì cái dòng này nó không lãi nhiều đâu, vì xe đẹp nó zin nó khác, anh em mua gấu lắm. Các bác nào có xe gia đình mà không chạy dịch vụ, máy số zin keo chỉ zin mà đời 2016 như này em mua 350 nhé. Không chạy dịch vụ nhé. Còn nếu chạy dịch vụ ở nhà thì em chỉ mua khoảng tầm 320 thôi, quay đầu nếu đẹp. Đấy thì các bác ham đẹp như này rồi thì anh em cứ mua 325 về bán 340 là có tiền nhé. Là lãi 15 triệu. Đấy thì anh em cứ lựa cân đối hợp lý là anh em mình đến với nhau. Không có gì phải năn tăn cả. Bên ngoài thì sơn xi rất là đẹp, không biết nội thất như nào thì em cho các bác xem nội thất luôn. Đây. Đây cái viền xe này, cong kính này, tay cửa, nẹp kính này đẹp, nó làm xe nó nổi bật và trịnh trọng luôn. Anh em nhìn nội thất này. Đây. Rất là zin đẹp luôn nhé. Phần tapno thì không khoan đục các bác nhá. Tapno không khoan đục luôn. Đấy. Rất là cứng xe này, vô lăng củ số đẹp, vô lăng đẹp, củ số cũng đẹp. Đấy, ghế da đẹp nhá, ghế da đẹp. Đây. Đấy, keo chỉ zin này. Không mất phân keo chỉ nào luôn. Anh em cứ em đã nói đùa rồi, bảo cứ cầm thước mét đi mà đo sai phân nào em chịu phân đấy luôn nhé. Không mất một phân keo chỉ nào luôn. Xe zin hết, mặt dàn cò zin mà. Thế nhiều con ra dàn cò rồi thì không nói em gì cả. Đi nhiều mới ra, còn đi ít như này nhá. Thì nó thật là con bác còn đi chán, còn đi đẹp chán. Còn lâu mới hỏng được. Đây. Keo chỉ cánh này cũng nguyên zin này. Tại vì sao nó cứ đóng ngắt liên tục đây là nó làm nước làm mát đấy anh em ạ, làm mát đấy. Khi là máy nó hơi nóng đạt tới nhiệt độ khoảng tầm 97 độ C thì bắt đầu nó sẽ tự động quạt gió nó hoạt động, nó đưa nước mát vào trong, nó đưa nước nóng ra ngoài. Đấy, đại loại như vậy. Nên là cái dòng Vios này rất là bền máy ở chỗ đấy, nó hoạt động rất là tốt nhé. Đây anh em nhìn keo chỉ này. Zin không mất phần nào luôn này. Quá nét. Đây các bác nhìn này. Nội thất này cứng chưa? Đấy, chân này cái quan trọng cái trần nó vẫn còn trần nỉ nguyên bản nha anh em nhé. Không bẩn một giọt sơn nào hay là một vết bẩn nào trên tay cả. Đấy anh em nhìn này. Không hề bẩn một tí nào luôn mà cái trần vẫn bọc ni lông nhá. Rất là cứng cáp luôn xe này. Anh em là mua về rất an tâm. Con này em bảo hành luôn các bác nhé. Bảo hành luôn máy 6 tháng cho bà con các anh chị luôn. Nhớ là phải kiểm tra thay dầu thay mỡ cho em, chứ đừng có vất vả nó bắt nó chạy cày như trâu xong rồi không cho nó ăn uống gì đây. Đây. Như kiểu anh em để mà xăng mà anh em cứ đi cạn bình xăng mãi ấy. Cứ báo vàng anh em cứ để báo vàng mãi anh em mới đổ xăng ấy thì bơm xăng nó rất là hại nhá. Các bác nên nhớ cái đổ xăng anh em cứ đổ lưng bình cho em, đừng đổ đầy quá. Đổ đầy quá đôi khi cũng không tốt, nó sẽ ợ hơi đấy, bị ợ hơi trứng bụng đấy, như anh em mình ăn no đấy. Đây này, tưởng mất phân keo chỉ cơ nhưng mà không mất phân nào các bác nhìn thấy không? Đấy, chỗ này nó chỉ sứt tí sơn ở trong thôi nhưng mà bên ngoài này zin hết này, không mất phân nào luôn. Nội thất cũng zin hết này anh em nhé. Đây. À có một chút cái ghế này hơi rách một tí thì em sẽ cho anh em vá hoặc là để nguyên thôi, tại vì cho chẳng hạt vào thôi. Thì nó còn một mỗi tí mà. Cái ghế này nó còn đều vì người ta trước người ta dùng chẳng hạt nên ngồi vào đây. Đây này, ốc cửa này chưa mở phát nào luôn. Con xe nó cứng đẹp như này, anh em vô lăng thì khâu da nhé các bác nhé. Vô lăng khâu da này, quá mới và đẹp luôn. Túi khí này. Đấy, gương kính chỉnh điện cụp xòe gương nhé các bác nhé. Xi nhan gương tích hợp luôn. Giờ em sẽ cho các bác xem phần khoang máy này, à phần điều hòa đi. À điều hòa nó mát thế, mát rượi thằng nào nó. À, giới thiệu cho bà con các anh chị này, cái màn hình này là màn hình nhỏ thôi nhưng mà nó rất là đẹp. Nó có cái chế độ nghe nhạc cực kỳ sướng nhé. Anh em có thể kết nối Bluetooth này và nghe nhạc cắm USB và nghe đĩa. Thế thôi nha các bác, đừng yêu cầu cao quá. Nó cái màn hình to và nó cũng phí mà. Nhưng mà cam nùi này, cam nùi có là ok rồi. Thế thôi. Còn lại anh em đừng lắp thêm cái gì nữa, nó tốn tiền. Đấy phần tapno rất là đẹp nhé. Tapi cửa đẹp, tapno đẹp. Mua những con xe như này rất là tự tin về bán cho khách hàng gì. Đợt này Vios nó tăng giá chứ không phải là nó giá của em bán cao mà nó tăng giá đấy. Xe cũ thì anh em mua đắt hơn khoảng tầm 20 triệu so với thời điểm trước. Còn xe mới thì anh em mua đắt hơn khoảng tầm 5-60 triệu nhé. Bia kèm nạc đấy các bác ơi. Nếu anh em mua số sàn bây giờ anh em năn bánh là đời 2022 là 604 triệu nhé các bác nhé. Còn số tự động anh em năn bánh là 668 triệu nhé các bác nhé. Đấy. Đắt lắm, giờ đắt lắm. Đây này. Em nói không mở sai nhé. Anh em nhìn này, mặt này, ốc mặt dàn cò còn nguyên zin nhé. Chưa hề ra cái ốc nào. Ốc mặt dàn cò còn nguyên này. Đấy, chưa mở luôn.
anh em bảo có mặt làm cò hạ xuống rồi làm do người chảy dầu các thứ, nhưng con này còn nguyên hết. Đấy, quay kỹ cho bà con này, nhìn các bác nhìn đây, keo chỉ này, keo chỉ của nó không mất một phân luôn. Nếu mất một phân thôi em tặng xe các bác luôn. Đây, nếu mất một phân giảm bùm, giảm 350 triệu cho bà con các bác anh chị này, coi như là tặng rồi, miễn phí luôn. Đấy, cabo còn chưa hạ này anh em nhìn này, cabo còn chưa hạ này, chưa có vết vặn ốc nào, thấy chưa, rất là đẹp luôn. Hai bên tai đèn này, ốc chân đèn này anh em nhìn chưa, cái bản lề đèn còn nguyên hết, không vỡ cái cạnh nào luôn. Hai bên đèn là độ mờ như nhau, chưa đánh bóng, chưa đánh bóng lần nào. Nó zin đẹp như này nó khác hoàn toàn với chiếc xe khác, các bác nhìn nó máy nổ rất là êm, không hề rung giật gì cả. Động cơ VVTi máy đen, nếu máy trắng thì con này phải bán 370 luôn, riêng máy trắng con này em phải bán 370 luôn, rất là đắt. Đấy các bác nhìn này, quá đẹp luôn, từ trong ra ngoài đều xuất sắc luôn, zin hết toàn bộ và máy cũng zin. Giá nó khác hoàn toàn với chiếc xe mà anh em chỉ cần báo là hơi lỗi tí anh ơi, nó đâm phần đầu một tí chạy rồi nó vỡ nọ vỡ kia nhá, nhưng lúc đấy thì giá nó chỉ còn khoảng tầm 320 thôi. Đấy, còn những con mà nó gãy cột nhá, hay là nó ngã nó lật nhá, nói thật với bà con các anh chị, lúc đấy nó chỉ còn khoảng tầm khuôn 200 thôi mà đôi khắp không mua. Còn nếu ngập nước anh em mà vào khu vực Huế, Đà Nẵng bây giờ nhá, nói thật bà con, chia buồn với bà con, nhưng mà những chiếc xe bà con bán ra sau này sẽ không bao giờ được giá nữa, sau này nó sẽ ra thị trường không bao giờ mất đi luôn. Anh em hãy nhớ lưu ý là giá nó phải về thực tế. Ví dụ ngập nước rồi anh em bán 200 thì được, chứ còn ngập nước rồi mà anh em bán 350 thì không được các bác nhé. 200 thì vẫn có người mua, vì có người nó không nổ máy thì ngập nước thì anh em chỉ cần vệ sinh đi là được thôi, nhưng mà điện đóm nó sẽ kém đi. Nếu anh em thay cả tổng điện đi thì ok, còn nếu mà anh em cứ để nguyên hộp đen nhé, nếu có thay nhiều thì mất nhiều lắm, thay thì mất hàng trăm triệu, thì các bác bán 200 triệu thì vẫn nổ đúng không. Đấy nên mọi người cứ lưu ý. Xe trôi nổi trên thị trường rất là nhiều, hãy đến cơ sở uy tín mà mua xe. Trân trọng cảm ơn tất cả quý bà con các anh chị đã quan tâm theo dõi ủng hộ Khả Năng. Hãy nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video nhé. Trân trọng cảm ơn mọi người, clip tiếp theo.